Hi, xin chào các bạn, đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Ê, giờ sao có cái con thỏ này nó cứ nhảy nhảy vậy? Thì trong tập hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh một em khủng long nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi vào trong này và lựa chọn cái DNA thích hợp cái đã. Đó, lựa chọn cái DNA thích hợp cái nào. Ở đây thì mình có rất là nhiều DNA, bởi vì trong tập trước chúng ta đi đào khoáng sản bằng hai cây cúp rất là hiệu quả luôn. Ồ, các bạn thấy không, rất là nhiều luôn. Ở đây mình sẽ chọn hồi sinh em Stegosaurus nha các bạn, cũng như là Paleonrap. Ồ, là một loại cây cổ đại luôn. Ok à, thì cái cây này thì làm cho những con khủng long nó sẽ không có ăn nó khi đói, nên là mình sẽ chọn để mà trang trí cho cái chuồng thôi. Ở đây mình sẽ đi ra đây và lấy sữa cái đã. Mình đã chuẩn bị sẵn 8 cái xô luôn. Lấy sữa cho nó phê. Ok. Đầu tiên mình sẽ bỏ cái DNA của con Stegosaurus vào. Và bỏ cái sữa vào trong đây. Cái sữa này nó không bấm ship nhanh được. Chúng ta phải nhấp từng cái bỏ vào nha các bạn. Trời ơi, còn cái Paleonrap này thì chúng ta cũng phải tách ra như vậy luôn. Đó, sữa trong này nó thần thánh thiệt chứ. Nó có thể dùng để hồi sinh được những cái loại khủng long tiền sử luôn nè, cũng như là các cái loại cây cổ đại luôn. Hay thật. Ok, ngon rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo thêm những cái vật phẩm. Đó chính là Dinopedia nha các bạn. Đây, công thức rất là đơn giản luôn. Một cuốn sách và một cái biofossil. Ok, biofossil và book chúng ta đã có hết rồi. Ta-da, Dinopedia, quá tuyệt vời luôn. Cái này thì chúng ta có thể bấm chuột phải vào những con khủng long để mà xem được cái thông tin chỉ số vân vân của nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng đây và chờ cho cái Cutievert này nó chạy thôi. Ok, Cutievert nó cũng chạy gần xong rồi các bạn ơi. Ồ, quá ngọt luôn. Nó chạy mà đứng trời tối luôn kìa. Trời ơi. Và thế là chúng ta đã có được một cái trứng Stegosaurus đầu tiên rồi. Và hai cái rồi các bạn ơi. Stegosaurus Edge, quá đã luôn. Ngon. Mình sẽ tạm cất nó vào đây đi. O và Paleonrap. Ồ, quá ngon nha các bạn. Ok, mình sẽ tiếp tục cho mấy cái Paleonrap này vào. Chúng ta sẽ tiếp tục hồi sinh cái loại cây cổ đại này luôn. Cái cây này thì khi đói thì khủng long nó không ăn, nên trang trí thì rất là tuyệt luôn nha các bạn. Các bạn có thể dùng cái loại cây này. Và nó có được khi các bạn cho cái Plant Fossil vào cái Analyzer. Ok, chúng ta sẽ bỏ sữa vào đây. Tiếp tục bỏ sữa vào đây. Trời ơi, nó cực khổ nha. May là mình chỉ có 8 cái Cutievert thôi đó. Có mà mười mấy 20 cái là bỏ nó mỗi tay luôn. Rồi, để mình lấy lại mấy cái xô nào. Lấy lại mấy cái xô. Ra đây mình sẽ múc thêm một mớ sữa của cái con bò vô hạn này. Con bò này là con bò cho sữa vô hạn luôn nha các bạn. Sữa này chúng ta có thể uống để mà thanh trừng mấy cái hiệu ứng xấu, cũng nhờ hiệu ứng tốt được hết á. Ok, bây giờ mình sẽ đi xây chuồng cho khủng long thôi nha các bạn. Thì chuồng khủng long mình cũng đã canh sẵn cái vị trí rồi. Ở đây mình sẽ xây tại cái vị trí này nha các bạn. Lấy những cái món đồ cần thiết. Xây bằng Reinforced Glass. Mình đã xây cho nó lên được 6 ô rồi nha. Cái chuồng này thì nó sẽ cao 6 ô. Tại vì cái con Stegosaurus nó sẽ cao nhất là được 4,8 ô. Rất là hay luôn. Và cái bề ngang của nó thì mình sẽ xây là 30 ô và bề dọc sẽ là 25 ô. Ok. Ôi trời ơi, cái Reinforced Glass này thì khi phá vỡ nó rất là lâu. Với những cái vật phẩm mà các bạn có efficiency hay là gì cả thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái Reinforced Glass này đâu. Đập nó cũng lâu như thường à. Rất là chán luôn. Ok, nên là cái việc mà khủng long phá vỡ cái kính cường lực này á thì là không thể nha các bạn. Quá xịn luôn. Trời ơi, ngon.
Nói chính xác là đây là một loại kính cường lực mà được thiết kế đặc biệt dành cho khủng long đó. Ở đây mình đã kéo cái Rainford Glass này tới đây rồi nè. Chúng ta đang kéo cái bề dọc của cái bên đối diện. Bề ngang để mình đã kéo 30 ô rồi. Ok, chúng ta sẽ kéo hết. Rồi, tiếp tục nói chúng nó lại thôi các bạn ơi. Bây giờ là nói chúng nó lại là chúng ta sẽ đỡ khổ hơn rồi. Lúc đầu là phải xây bằng tay, nhưng mà lúc sau nó sẽ sướng hơn rất là nhiều luôn. Ok, gần sống rồi đó. Cố lên nào. Trời ơi, cực khổ quá vậy. Rồi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ chấm dứt cái thời kỳ cực khổ này bằng cách dùng cái Diamond One. Và công dụng của nó là như thế này nha các bạn. Ta-da! Rất là đã luôn. Mình thiếu mấy cái Reinforced Glass hả? À, để mình chisel ra cái đã. Tập trước mình có làm hai cái, đó là Diamond One và Diamond Chisel. Nên rất là tiện cho các công việc xây dựng luôn. Chúng ta đã phải lắp từng cục mỏi mệt nữa. Bây giờ chỉ lắp một cái nền sẵn thôi. Và chúng ta dùng mấy cây hoa này để mà kéo nha các bạn. Bạn thấy không? Rất là đã luôn. Xây rất là lẹ. Đỡ phải tốn công. chỗ này lại thiếu Reinforced Glass rồi. Để mình đi lấy thôi nha các bạn. Ok, mình đang có ý tưởng là thay mấy góc này bằng mấy cái iron block đã được chisel nha các bạn. Nó chisel giống mấy cái gạch quá chừng luôn. Rồi, đây mình xây luôn nha. Hoàn thiện luôn cái này luôn. Một cái chuồng khủng long cao 6 ô, dài 30, rộng 20-25. Ok, như vậy là khá đủ cho mấy con Stegosaurus rồi. Thiết nghĩ chắc mình nên đập cái iron block này ra còn hơn ha. Nhìn nó cũng hơi xấu một tí. Chúng ta để bằng cái kính trong suốt này nó sẽ thật hơn rất là nhiều đó nha các bạn. Ok, đập mấy cái iron block này ra đi. Mình sẽ thay bằng Reinforced Glass luôn. Ngon. Bây giờ sẽ đến với cái công đoạn, đó chính là đi lắp cái sàn lại thôi. Trời ơi, cái sàn ở đây thì mình sẽ lắp bằng tất nhiên là bằng đất thôi. Khủng long mà, lắp từ lưa là nó phá ra nữa. Ai da, con ngựa này đi ra chỗ khác đi chứ. Rồi mình quýnh nó cứ hơi ác một xíu. Nhưng mà nó lì quá. Ok, đây mình sẽ kéo tiếp tục nha. Chúng ta sẽ tiến hành kéo cái này ra nha các bạn. Chúng ta dùng mấy cây quan để mà kéo cho nó lẹ luôn. Ngon. Ây da, con zombie hả mày? Kêu sùm ở đây hả? Sẵn là kéo ra tiếp luôn. Nói chung là từ ngày có cây quan này phải là kim cương nha các bạn thì nó mới xịn hơn nha. Những cái cây quan bằng sắt đồ thì nó sẽ khác. Ok, chắc mình sẽ đi đào thêm một tí grass cũng như là dust nha các bạn. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều đây. Cái núi này thì nó cũng hơi bị chướng mình. Chính xác là một cái ngọn đồi thôi. Mình sẽ dọn luôn nó nha các bạn. Chúng ta sẽ để cái diện tích rộng cho những cái chuồng sao. Ok. Đây thì mình sẽ thoải mái luôn. Thoải mái mà lấy đất luôn. Trời ơi. Ôi mình lấy được cỏ chứ. Ở đây thì mình có siêu thích ở cái cây sẻn mà. Trời ơi ngon nha. Rồi dọn mấy cây này thôi. dọn cây thôi. Quá chừng luôn. Nói chung thì nhờ có cái cây sẻn đã được up efficiency của mình thì mình đào rất là nhanh luôn. Cũng như cái cấp cũng vậy, nó cũng có efficiency nha các bạn. Đào thì bao nhanh luôn, bao phê luôn. Đây có cái cây nữa nè. Chúng ta lên dọn cái cây này luôn. Ây da, xong rồi đó. Rồi, bây giờ là công việc càng quét cái ngọn đồi này thôi. Mình sẽ làm rất là nhanh thôi nha các bạn. Càng quét thoải mái luôn. Rất là đã tay luôn. Sướng nha.
Quá là tuyệt vời luôn. Đây mới chỉ là cấp độ 4 thôi nha các bạn. Efficiency cấp độ 5 nó mới gọi là tuyệt vời hơn nữa đó. Ok, ở đây thì mình sẽ tiến hành đào một tí nha. Mình sẽ lấy nguyên liệu một tí đã. Rồi, bây giờ sẽ là công việc đi lắp lại cái sàn này. Ở đây mình đã cắm đuốc ở dưới sẵn rồi. Chúng ta sẽ tiến hành lắp lại cái sàn đi các bạn. Lắp lại. Mình đã cắm đuốc sẵn để cho quái nó đỡ xuất hiện hơn. Rồi, lắp lại cái sàn. Này là quá tiền luôn các bạn ơi. Dùng cái qua này nó khỏe thiệt chứ. Cái diện tích lắp nó cũng rộng hơn nữa đó. Ok, đây mình sẽ tiến hành lắp một tí nha các bạn. Như là trang trí lại cái công viên này luôn. Rồi. Ok. Ây da, em bò này đi đâu vậy? Tính đi đâu vậy? Ôi tôi mất cái mũ rồi. Ở đây mình sẽ tạo mấy cái đây. Đây là Essence of Chicken nha các bạn. Với công thức thì như thế này. Nó sẽ cần mấy cái raw of chicken. Và chúng ta phải cần gà. Cần rất là nhiều gà luôn. Và cần mấy cái bottle cũng như là bucket. Phải đem nấu cái xô gà này lên nữa. Ở đây mình sẽ tạo trước nha các bạn. Mấy cái xô. Ở đây mình có 10 cái sẵn rồi. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Tạo thêm 10 cái xô gà trước nè. 10 cái xô gà. 10 cái xô gà là chúng ta đã có được 80 cái Essence of Chicken rồi đó. Rất là ngon luôn. Qua bên đây mình sẽ lấy thêm một vài cái thủy tinh nha các bạn. Glass. Ồ, mình sẽ cho nó nấu cái máy xô gà trước đi chứ. Thủy tinh hình như hồi nãy mình lấy mất tiêu rồi. Trời ơi. Đây. Qua bên đây mình sẽ cho nó nấu tiếp tục. Tiếp tục là nấu mấy cái raw chicken này đi. Cho nó chín cái đã. Nói chung thì cái công thức này rất là hay. Và tí mình sẽ cho các bạn xem cái công dụng của cái Essence of Chicken này nha. Rồi. Hy vọng nó nấu nhanh. Cho mình đỡ phải chờ. À, nó có một cái thôi mà. Nấu rất là nhanh luôn. Ok. Nấu quá nhanh luôn. Rồi, ra đây mình sẽ lấy thêm 6 cái xô gà nữa cái đã. Xô gà đã nấu chín luôn. Ok. Và ở đây chúng ta sẽ tiến hành làm nước cốt gà nha các bạn. Essence of Chicken. Nó sẽ cần mấy cái glass bottle và một cái cook raw chicken. Rồi chúng ta sẽ bỏ mấy cái xô vào làm cho nó lẹ luôn. Mình hết thủy tinh rồi. À mình hết bottle rồi. Trời ơi. Chắc mình sẽ đi chế tạo thêm một tí thôi các bạn ơi. Cái này thì làm nó rất là dễ luôn. Làm bằng kiến thôi mà. Đây. Có kiến là được thôi. Ok. Công thức thì nó rất là đơn giản luôn. Chúng ta để như thế này. Và ta-la. Đủ 80 cái Essence of Chicken. 80 cái lọ nước cốt gà. Nước cốt gà này thì công dụng mình sẽ tiết lộ trong xíu nữa thôi. Ok. Rồi, hình như là bây giờ là đủ rồi đúng không? Bây giờ còn cần cái gì nữa không ta? À, mình cần mấy cái feeder nha các bạn. Quên mất. Chúng ta sẽ cần mấy cái feeder. Đây là mấy cái máy nó sẽ tự động cho khủng long ăn khi mà nó đói nha. Chính xác là khủng long nó sẽ đi tới mấy cái máy này và thức ăn thì nó sẽ tự cho ra. Mình sẽ bỏ thức ăn vào máy. Ok. Trước tiên thì mình sẽ còn chế tạo nó trước cái đã. Mình nghĩ là nên tạo từ 2 tới 4 cái máy ha. Ok, chắc tạo 4 cái máy đi cho nó nhiều luôn. Feeder. Ai, mình đang thiếu sắt rồi. Đây đây. Chúng ta sẽ tiến hành chisel nó ra lại. Làm thêm một mớ sắt nữa. Cái công thức thì nó rất khá là đơn giản luôn. Nó sẽ cần mấy cái đá mà đã nung lên được rồi nha các bạn. Nó sẽ cần 4 cái nút nè. Rồi, ngon. Feeder.
Công thức rất là đơn giản luôn. À còn kiến nữa chứ. Kiến, kiến đâu rồi, kiến đâu rồi? Rồi, có đây luôn. Ồ, đủ 4 cái feeder rồi. Ok, quá ngon rồi. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái inventory của mình trước khi đi ra hồi sinh cái em Stegosaurus thì cái đã. Chúng ta đã có trứng của nó sẵn rồi đó. Trời, nó cũng sắp tối rồi kìa. Ồ, thì để mình qua đây một chút nha các bạn. Đây mình sẽ lấy luôn mấy cái cây Paleon Wrap này là nha. Ồ, mình đã đủ hết rồi đó. Và thêm một tí bột xương nữa để bón cho nó nhanh luôn. Ok. Paleon Wrap. Rồi, đi ra cái chuồng thôi. Cái chuồng thì nãy giờ mình cũng đã trang trí và làm cái cổng xong luôn rồi nha các bạn. Đây, đây, đây chính là cái chuồng của chúng ta. Đó, mình đã lắp sẵn mấy cái check o lantern ở dưới luôn rồi. Và đây là một cái hồ nhân tạo. Cho khủng long nó mát một tí thôi. Ở đây mình sẽ đặt cái trứng vào đây. Ồ, sao cái tên lạ quá vậy? Cái tên gì vậy? Mình sẽ đặt cái trứng nó ở trên mấy cái check o lantern như các bạn, để cho nó là status warm đó, chứ tức là để cho nó ấm thì nó mới nở được. Các bạn mà đặt cách mấy cái ngọn đuốc khá là xa thì nó sẽ nở rất là lâu nha. Ok, ở đây mình sẽ tiến hành chỗ đặt mấy cái feeder luôn. Tiến hành đặt mấy cái feeder ở đây đi. Ây da, bị lỗi phần dưới luôn rồi. Ok, feeder chúng ta sẽ đặt ở mấy cái vị trí như thế này. Ok, bên đây sẽ là một cái feeder tiếp tục nha. À, mình sẽ đặt luôn chỗ này đi. Và một cái nữa mình sẽ đặt ở đâu đây? Chỗ này luôn ha. Rồi, đủ 4 cái feeder rồi. Bây giờ sẽ là công việc đi trang trí trước cái đã. Mình sẽ dùng mấy cái loại là Paleon Wrap nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh luôn những cái cây cổ đại trong tập hôm nay. Ô, cái này nó nở rất là nhanh nha các bạn. Ồ, cũng ngon đó chứ. Đây, một cây chỗ này. Chà, chỉ còn bốn một cái bột xương thôi. Các bạn thấy không? Nhìn nó rất là giống cây dừa và cây cao. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục. Nhìn nó thật hơn rồi đó nha các bạn. Trang trí mấy cái loại này nó sẽ tuyệt hơn. Còn nếu các bạn dùng những cái loại cây bình thường như là gỗ sồi, gỗ bạch dương hay là các cái loại cây còn lại của Vanilla Minecraft thì khủng long khi đói nó có thể ăn được nha các bạn. Quá ngon luôn. Đó. Ôi, nhìn nó thật hơn rồi đó nha các bạn. Trời ơi. Đúng là thì khủng long mà. Ây da, đập cái chỗ này đi. Mình sẽ thêm một cây nữa đâu tầm đây đi. Chà là, ồ, thiệt hơn rồi. Số còn lại mình sẽ để dành cho cái chuồng kế tiếp nha. Quá xịn luôn. Trời ơi. Còn gì bằng nữa? Ồ, cái trứng nó đang lắc lắc rồi. Ồ, 90 mấy% là nó bắt đầu rung lắc rồi. Cái bên kia nó rung lắc chưa? Nó cũng rung lắc luôn. Trời ơi, nhìn nó hài hước ấy. Trời ơi, rung lắc kìa, nó nhúng rồi. Và có nhạc luôn. Stegosaurus. Ồ, quá đã các bạn ơi. Hai em Stegosaurus luôn. Ủa, em này sao nằm đây rồi? Ok, mình quên đem thức ăn cho tụi nó rồi. Để mình về nhà đi ngủ một phát, rồi sáng hôm sau chúng ta sẽ tiến hành cho chúng nó ăn nha các bạn. Đó, ngủ một phát trước cái đã. Rồi, quá xịn. Có nhạc luôn, quá hay luôn. Trời ơi, nghe nó hiền hiền ảo nha. Ok, đây mình sẽ lấy mấy cái loại như là carrot đi. Carrot nè, bồ tay tô nè, cũng như là sheep, wheat, wheat chứ. Đây là lúa nha các bạn. Khủng long này là một trong những loài ăn cỏ thôi, nên là chúng ta lấy mấy cái loại này là đủ rồi. Nhìn cái chuồng của chúng ta xem. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn nha. Mình nghĩ là nên bón bột xương ở dưới đất luôn để cho nó tạo ra mấy cái cỏ cho nó thật. Đây là Stegosaurus mà Dinopedia nó đã đọc.
Ồ, con này là female các bạn ơi, là con cái. Tuổi nó là không nè, và nó ăn rất là nhiều loại đấy các bạn. Nó có thể thuần hóa bằng stick, nó thể nghe lệnh á bằng mấy cây gậy đó nha. Ô, nó ăn xong rồi nè, mình sẽ cho con vào đây ăn luôn đó, ngon stream. Ô, con này cũng là female luôn, trời ơi chết tôi rồi. Thôi kệ. À, và cái nó có hiện cái mức độ vui vẻ của mấy con khủng long nữa nè, trời nó xịn nha. Ok, ở đây mình sẽ tạo luôn. Ồ, bánh mì. Tạo bánh mì và bỏ vào mấy cái feeder các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là tác dụng của feeder nè, công dụng. Đó, chúng ta có thể bỏ mấy cái loại thức ăn vào và nó sẽ từ từ chuyển hóa thành mấy cái chỉ số trong máy. Khi đói khủng long nó sẽ tới mấy cái máy này và nó tự tự no lên nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ chia ra và bỏ thêm đồ. Chia ra và bỏ thêm đồ thôi. Qua bên đây mình sẽ bỏ thêm một mớ nữa nha. Chắc trong thời gian offline mình sẽ tiến hành bỏ cho nó full quá. Full của mỗi cái feeder này là 10.000 nha các bạn. Nó có chia là hai loại nè, một là ăn thịt nè, một là ăn cỏ nè. Khá là hay ha. Và mình thì mình không có nuôi chúng nó chung đâu. Đây là stick, đó dùng để điều khiển. Stay, follow và wander. Có ba thể loại là stay là nằm một chỗ nè, follow là nó đi theo mình, và wander là di chuyển tự do nha các bạn. Đó, mình sẽ cho nó di chuyển tự do hết. Ngon. Rồi, ở đây mình sẽ cho các bạn thấy công dụng của Essence of Chicken nha. Nước cốt gà. Đây. Ồ, bạn thấy không? Kích thước nó đã lên được một tầng rồi nè. Ồ. Bạn thấy không? Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Ồ, lên rất là nhiều luôn các bạn. Ồ, càng ngày nó càng bự nữa kìa. Quá xịn. Quá xịn. Ồ. Thì mỗi cái Essence of Chicken, mấy cái Essence of Chicken này nó sẽ giúp mấy con khủng long này nó nâng cái độ tuổi lên. Đó. Và như cái con Stegosaurus này là lên được 12 nha các bạn. Ồ, và đây là kích cỡ to nhất của chúng nó rồi đó. Thế là chúng ta đã có hai em Stegosaurus nguyên thủy luôn rồi nè. Để chúng nó hít thở không khí trong lành với cái môi trường hiện tại cái đã. Coi chừng chúng nó lạ lẫm đấy. Ô, con này nó đang bị đói các bạn ơi. Ôi, nó đang bị đói rồi. Nó có tự ăn không? Sao nó không chịu tự ăn hết vậy? Ôi, mình phải đi đi ra lấy thêm một mớ cái thức ăn cho chúng nó cái đã. Nó sẽ lấy thêm. Đó. Bạn thấy không? Tác dụng của nước cốt gà rất là kinh khủng luôn. Làm lớn kích thước của mấy em khủng long nè. Quá ngon luôn. Đây chúng ta sẽ lấy thêm mí nữa nè. Cái con này nó khoái ăn mí nha. Cái gì nó cũng ăn cho được hết. Ok. Mấy em khủng long của chúng ta. Ồ, quá đã các bạn ơi. Nó nhìn qua mấy cái Rainforest Glass này thì nó rất là đẹp ha. Những cái chuồng nó cũng chân thật hơn luôn. Ồ, nó full rồi. À, nó chỉ ăn được như đây thôi. Tí nó đói thì nó sẽ ăn thêm và nó sẽ hồi lại máu nha các bạn. Ồ, quá xịn. Quá xịn, quá xịn. Ok, ngon stream. Đây các bạn thấy không, nó lên age là 12 rồi đó. Hồi nãy age nó mới là không thôi. Tức là mỗi cái nước cốt gà nó sẽ tăng lên cho con khủng long này 12 cái lần kích cỡ. Nói chung mỗi lần mà lên được một tuổi thì nó sẽ lên được một kích cỡ như các bạn. Còn khủng long nó sống bao nhiêu năm thì mình không biết luôn. Cái đó là phải hỏi Wikipedia thôi. Ok, cho mấy cái feeder này nó chuyển hóa thôi. Cái này nó hơi lâu một tí, chúng ta nên chờ ha. Nó có vẻ là hơi lâu một tí. Cho nó bên đây và cho nó bên đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài cái thông tin về hai loại, đó chính là Stegosaurus cũng như là cái loại cây cổ đại Paleongrass nha các bạn. Ok.
Ok, hy vọng các thông tin đó có ích cho các bạn nha, giúp các bạn hiểu thêm phần nào về mấy em khủng long cũng như là các loài cây cổ đại này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming cũng như là ấn chia sẻ comment ở phía bên dưới ý kiến của các bạn về video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.